Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab. Có lẽ các bạn đã thấy khuôn mặt của mình và Thành Thật Thà ở một vài những cái video format như thế này, nhưng không phải trên kênh Relab. Bọn mình cũng đã có một thời gian nghiên cứu cùng với đội ngũ này, bao gồm anh em production house và anh em viết content để sao cho có thể kéo được một cái series như thế này về đúng với kênh Relab của mình chứ không phải ở bất cứ đâu khác. Và ngày hôm nay thì bọn mình rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn một series hoàn toàn mới trên kênh Relab mang tên là The Awesome Review. Và với The Awesome Review lần này thì bọn mình muốn mang đến cho các bạn một sản phẩm mới nhất đến từ Samsung. Đó chính là Samsung Galaxy A53 5G. Và nó cũng là cái sản phẩm thuộc Samsung Galaxy dòng A năm 2022. Bọn mình mong rằng chúng ta sẽ có thể phá bỏ đi một cái khuôn mẫu cũ thông qua nhiều những cái tập sắp tới của The Awesome Review. Thế Thành, trước đây thì anh em mình hay kiểu làm talk show với nhau chứ ít khi làm review chung á. Thì khi mà có một cái series mới thế này thì em nghĩ nào? Sợ các bạn. Tại vì em nghe là có vẻ là lần này mình sẽ làm một cái dạng đánh giá là The Awesome Review, tức là mình sẽ đánh giá trực quan, khách quan hơn, có một cái gì đó là nó hơi trực tiếp một tí, nó phải thực tế. Mà trước đây mình làm review là toàn cứ phải bài bản, rồi phải lên kịch bản, rồi chuẩn bị rất là kỹ. Mà kể cả như thế rồi nhá, các bạn thường xuyên là sẽ thấy có những cái video đánh giá camera của anh Ngọc ấy. Nó khiến mình có một cái cảm giác như lần đầu mình gặp người yêu vậy, nôn nao các bạn ạ. Nhưng mà không, cái sự nôn nao này không phải là bởi vì là tình cảm yêu thương gì đâu, em với anh thì có yêu thương gì nhau, mà là nôn nao bởi vì là mỗi lần test camera thì cái video mà anh Ngọc cầm máy để quay lúc nào nó cũng rung, giật, lắc, đôi khi khúc nào ra khúc nấy, nhưng mà khúc đầu một đằng, khúc chân một nẻo, kiểu thế. Bò tay, chán quá đấy chú dìm hàng anh trước sóng khán giả này. Nói chung là với series lần này thì tất nhiên là những cái kỹ năng chụp ảnh thì nó sẽ được bộc lộ rõ ràng hơn. Thế nhưng mà có một cái khác, đó là đây sẽ là một cái series mà chúng ta thiên về những cái thí nghiệm hơn. Và thông qua những thí nghiệm đó thì không phải là anh và em sẽ đưa ra những lời bình luận, mà chính là các bạn khán giả sẽ đưa ra những lời bình luận, mà chính các bạn sẽ là người review luôn. Đó, đúng với cái tên Relab luôn, Review Laboratory đúng không ạ? Và với series lần này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái chiếc Galaxy A53 5G đến từ Samsung. Thế thì bây giờ em thách anh này. Mình đã là The Awesome Review rồi thì mình phải có một cái cuộc đấu một tí. Chẳng với khi có hai người ở đây, đây chính là The Awesome Battleground. Một cái đấu trường mà trong đó chúng ta sẽ không cạnh tranh nhau bằng cái sự đẹp trai, bởi vì rõ ràng là em sẽ thắng rồi. Mà chúng ta sẽ cạnh tranh nhau bằng kỹ năng gọi là của nghề reviewer. Kỹ năng đầu tiên mà em muốn đưa tới các bạn trong cái số đầu tiên này, đó chính là về kỹ năng quay phim ở trên những cái chiếc điện thoại. Có lẽ là cái góc này thì cũng có một cái concept gì đó quen thuộc, nhưng mà tất nhiên là trung bình đang ở những cái vị trí khác, nó cao hơn lúc nãy. Nó chắc bình thường rồi, bởi vì ở đây em vừa mới bày lại trong chỗ studio mình thành một cái gọi là khu vực chơi. Thì đấy, The Awesome Battleground mà, phải là một cái chiến trường để phù hợp với chúng ta thi đấu. Và cái ván đấu này sẽ là về cái khả năng quay video, nhưng mà chắc chắn là không phải là dễ dàng như kiểu là cầm điện thoại rồi. Mà đây em sẽ để điện thoại lên một chiếc ô tô điều khiển từ xa, và anh với em thì mình sẽ thi nhau xem là ông nào điều khiển được cái ô tô này đi nhanh nhất, về được đúng cái đường nhất này, đến đích sớm nhất này, không đâm phải chướng ngại vật đúng không? Đúng, và quan trọng là video nó phải đẹp, nó phải mượt. Thế thì cách đơn giản thôi, đi đúng và đừng có đâm vào đâu cả. Đó, và tất nhiên là chúng mình sẽ không nói cho các bạn biết là video của mình và anh Ngọc là ở đâu trên khung hình này. Chúng mình sẽ chỉ xuất hiện đồng thời hai video để các bạn cùng xem là ai mới là người lái xe giỏi hơn, và từ đó là quay video nó xịn hơn thôi. Thì sơ sơ về luật là như vậy thôi. Tất nhiên là cả anh và em thì đều sẽ sử dụng chung một thiết bị, quay chung ở một chế độ là Ultra HD, tức là 4K 30fps, và sẽ không bật những cái tính năng siêu chống rung lên. Bởi vì chúng ta đều biết là khi sử dụng siêu chống rung thì cái chiếc A53 5G này sẽ chuyển sang camera góc siêu rộng.
thì camera chính của nó có chống rung quang học. Đó mà là cái điểm mà em muốn test thử ở trên này. Xem là với một cái camera có chất lượng tốt nhất có thể thì chống rung đến đâu. Rồi anh muốn đi trước hay em đi trước nào? Rồi, anh nhường chú. Rồi, ok. Anh bảo chú á, con này nó là xe đồ chơi nên là chưa chắc là nó nghe lời chú đâu, thấy chưa? Nào đâm trước em vật, đâm trước em vật. Sao không dễ được? Nào đi. Đâm. Chết rồi. Lùi tí. Đấy. Đấm. Nào. Rồi, về đích. Anh em ngày xưa chơi game ha mà hay có cái cốc. Rồi, ok, cuối cùng anh Thành anh lại bonus thêm một quả gọi là đâm méo đầu luôn. Và bây giờ là đến lượt tôi đúng không? Đây, bây giờ anh Thành set up máy cho tôi. Này, ngày tôi lại nhớ đến cái trò gọi là Robocon ấy. Anh mời anh đứng ra khỏi vùng đi ạ. Vâng, anh đứng đây anh lại gian lận cái gì? 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, chưa gì tôi đã thấy là anh Ngọc, anh ấy hơi gian lận một tí. Anh em bắt đầu trước cả khi tôi mới đếm 3, 2, 1. Rồi có dễ được không? Rồi có làm được không? Được. Đấy, tôi đi khéo léo này mà. Đấy, lúc nãy anh Thành mất bao thời gian. Tôi thấy anh chỉ có đi lên đi xuống, có dễ được tí nào đâu. Thế cuối cùng lại là dễ được chưa? Tôi đang dễ đây. Cái quả dễ làm tôi nhớ đến Mạnh Linh VC anh ạ. Hay là Hoàng Lâm C2, à Hùng Lâm C2. Rồi, đấy. Đấy, tôi là tôi không có điểm chết nhiều đâu. Anh Thành dừng lại rất là nhiều. Rồi, để tôi sẽ đánh xe lại này. Đấy, rồi. Ok. Nói thật là hồi bé tôi từng ước mơ là được chơi mấy cái kiểu này. Mà nhà nghèo làm gì có tiền đâu. Bố mẹ phải phấn đấu lắm mới mua được cho thằng con một cái. Tôi nhớ lần đầu tôi làm rơi luôn. Tan tành. Hồi bé em cũng ước mơ mãi mới có được cái ô tô chồng chơi. Nhưng mà bố mẹ không chịu mua. Tại vì là hồi đấy nhà em đi Camry rồi. Đây, thằng này nó hay lừa lắm. Và đây là thành quả của bọn mình sau khi mà sở hữu một con G6. Hummer. Ford Raptor. Ford Raptor hay là Land Rover, whatever gì được. Thì các bạn cùng xem là với cái khả năng quay phim chống rung OIS thì nó mang lại cho bạn thước phim như thế nào. Các bạn tự đánh giá và tự dự đoán xem đâu là thước phim của ai nha. Kết quả của trận đấu vừa rồi của chúng mình đã có rồi, nhưng mà tất nhiên hẹn các bạn trong số tiếp theo của series The Awesome Review để chúng mình sẽ công bố nhé. Bởi vì còn kết quả là thuộc vào các bạn đúng không? Đúng rồi. Thế còn bây giờ sẽ là đến thử thách thứ hai, gọi là trận cầu Awesome. Trận cầu Awesome. Đấy, nghe mà đã thấy cầu, muốn chui vào hàng ấy. Cầu từ đâu? Đây cầu đây. Ông lại giấu. Đó thì như cái tên gọi của thử thách này, một người sẽ phải dùng cái chiếc Galaxy A53 5G này để tìm cách, tìm cách chụp được những bức ảnh một cách đẹp nhất, ảo nhất, những cái góc độc nhất và tận dụng được những cái tính năng ở trên camera, bất kỳ camera nào cũng được, từ camera chính cho tới camera góc siêu rộng, làm thế nào đẹp hơn mà khán giả vote cho là ok thôi. Và ai là người chiến thắng thì khán giả các bạn chính là người quyết định. Đúng vậy. Bọn mình chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là sẽ chụp ảnh nhau lúc tâng bóng. Đúng rồi. Thế bây giờ ví dụ chú tâng láo lếu để mà anh chụp không đẹp thì sao? Thì nhưng mà đây là mình giúp nhau mà. Vấn đề là mình chỉ thi nhau ở cái chụp ảnh thôi. Rồi. Còn em sẽ tâng hộ anh sẽ tâng giúp em. Rồi. Mình anh em với nhau có chi cha gì đâu, anh cũng nghĩ xấu em thế. Ok, nên nói chung ở đây sẽ là cuộc thi chụp ảnh chứ không phải cuộc thi tâng bóng. World Cup thì cuối năm nay diễn ra rồi. Nhưng mà sẽ có một trận World Cup chung kết diễn ra vào ngày hôm nay.
An Awesome Battleground. Rồi, mày đã sẵn sàng. Rồi. Mỗi người sẽ có 30 giây nhá. Và phải để bóng từ dưới chân bắt đầu này. Được chưa? Ok. 3, 2, 1. Ok, bóng này hơi chật, tôi sẽ chuyển sang góc rộng. Đấy. Chờ mới tăng lên ạ. Tăng đi. Ui, gà. Ui, gà. Ui, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Nào, chụp ngang nhá. Đấy. Ui dồi ôi. Tăng bóng thế này đi. Rồi. Bây giờ là đổi vai nhá. Rồi. Bây giờ anh và chú sẽ đều có 30 giây tiếp theo để giao lưu và kết hợp. Ok. Ô, thế là ông này học được cái trò chụp ảnh góc thấp, góc siêu rộng của mình rồi. Chậm, chụp chậm. Đấy, đấy, đấy. Đấy, tôi đã có những thứ bức ảnh rất rất là thơ các bạn nhé. Tôi đang làm thơ trên sân cỏ ấy. Lại, không có bóng ở đây, không có bóng này. 1, 2, 3, 4. Ui. Đây để tôi bảo các bạn này. Nếu các bạn cần tìm một cầu thủ mà vừa làm thơ được trên sân cỏ, vừa làm thơ được trên máy ảnh ấy, thì bạn tìm tôi nhá. Đây, thằng Thành có chụp được cho tôi mấy bức kiểu này không? Đấy, được. Nhầm. Đấy, được của nó chưa? Được của nó chưa? Này, chưa ra, cầm tay. Ok, và tất cả những bức ảnh này thì bọn mình sẽ hiện trên màn hình cho các bạn xem ngay lập tức này. Đó. Và ai là người chụp đẹp hơn? Câu trả lời tùy thuộc vào bạn. Nhảy nhiều đấy. Thì phải có thời gian để editor, producer họ làm lại chứ. Ông trời đã tạo ra địa chấn. Ừ. Và mình nhảy gì đó. Rồi. Mình nhảy là điểm nhấn. Thế nên là nó sẽ là cái thử thách cuối cùng của tập 1 của chúng ta ngày hôm nay. Đó sẽ là thử thách chúng ta sẽ cùng đú trend. Đấy. Top. Và đây sẽ là thử thách mang tên là Awesome Trend. Đó. Rồi, cho em bận máy đi. Rồi, thì nói chung là nói về camera thì rõ ràng là các bạn Gen Z bây giờ dùng camera để làm gì ạ? Để quay top chứ còn để làm gì nữa. Và đây này, tôi cho các bạn nghe 3 giây nhạc thì thôi các bạn hiểu ngay là anh Ngọc chuẩn bị làm gì. Đấy. Ok, thế thì bây giờ mỗi người sẽ có 15 giây nhá. Ừ, 15 giây. 15 giây vừa đủ một video short, vừa đủ một video story của Instagram luôn. Ừ. Thì mỗi người sẽ thay nhau quay, người còn lại nhảy. Ừ. Ai quay mà kiểu là đẹp hơn, mượt hơn, đỡ rung lắc hơn thì người đấy thắng. Rồi. Nhưng mà tất nhiên là vẫn sẽ có cả những cái phần điểm cộng nữa. Thì các bạn, mình sẽ để cả video cũng như là các bạn thể comment ở bên dưới xem là ông nào nhảy đúng trend ấy mà tốt hơn ấy, thắng luôn. Không cần phải cạnh tranh gì nữa. Không cần phải là cộng điểm 1, 2, 3, 4 gì hết. Đúng. Anh có 15 giây để thể hiện. 15 rồi. Giây của anh bắt đầu. Thế với các bạn luôn, mình không nhảy từ hồi đại học. Thế bây giờ mình phải nhảy kiểu này khác gì nhảy aerobic không các bạn? Mình tin rằng thằng Thành nó sẽ thắng mình ở trong cái lần này thôi. Nhưng không sao, ai có cái sự tự tin nhất định cả. Thì anh biết đấy, anh không nhảy từ hồi đại học. Còn em thì em đã nhảy từ đại học rồi. Mà em đã ra trường đâu, em vẫn luôn nhảy mà. Ok, tôi sẽ sử dụng cái góc quay nó khác hơn, khác thằng Thành hơn một chút này. Đó. Anh sẽ có 15 giây nhá. 3, 2, 1. Lúc nãy tôi đã nhảy in ít rồi để cho nó đỡ bị kiểu bị humiliation rồi. Thằng này nó còn cố tình nó nhảy nhiều. Và đó là phần thi của mình và Thành Thật Thà. Thực ra là anh em cũng gọi là giao lưu và kết hợp thôi chứ không phải là phân định thắng thua gì. Thế các bạn nhớ không, mà thua thì không vui nhỉ. Chơi là giải trí, chơi cho vui, nhưng mà thua thì không vui. Rồi, sao cũng được. Thì các bạn đừng quên là hãy xem lại tất cả những cái phần mà mình đã trải nghiệm ở trong những cái phần keyframe bọn mình đã ghi rõ ở trong cái thanh tu ở trên YouTube này.
xem lại và bình chọn cho mình hay thật thà nhá. Để tiếp phát nữa nhá. Thôi quay trở lại trường quay. Hai. Ôi. Ôi. Quả là một cái thử thách, ba thử thách gọi là teo mỡ ấy, thì thông qua ba thử thách này thì với số đầu tiên thì Thành cảm thấy sao về cái camera ở trên chiếc Galaxy A53 5G? Em nghĩ là lần này mình đã chọn đúng sản phẩm. Bởi vì là Galaxy A53 5G không phải là một sản phẩm có mức giá thuộc hàng là flagship quá là khó tiếp cận, mà nó sẽ hướng tới đối tượng gọi là rộng hơn. Đôi khi là như dòng A5 này em thấy là tập trung rất nhiều vào các bạn Gen Z. Thì đúng, một chiếc điện thoại phân khúc là tầm trung cho đối tượng là người trẻ thì có những cái tính năng liên quan tới camera khá là hay, như chúng ta test là có chống rung quang học OIS, thì em nghĩ đó cũng là một cái mức gì đó gọi là mức tham chiếu, mức cơ bản mà một chiếc điện thoại của năm 2022 lại còn dành cho số đông cần phải có. Đó. Hiện tại thì anh thấy rất rất nhiều sản phẩm trong tầm giá này là không có OIS, cũng không có quay phim 8K luôn, một cái đồ sót rất là lớn. Mình nghĩ là đến năm 2022 rồi thì đây là những cái tiêu chí mà người dùng đáng lẽ phải nhận được thì nhiều hãng lại không dám làm. Thì bọn mình mong rằng sau tập 1 ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái nhìn khách quan hơn về cái gọi là tiêu chuẩn mới camera. Đó là chúng ta ít nhất là phải có 8K, ít nhất là phải có camera OIS mà nhiều hãng bây giờ chưa dám làm. Thì chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trong số lần sau. Và bọn mình thách đố các bạn là không biết rằng trong tập 2 chúng ta sẽ nói về cái gì ở trên những chiếc điện thoại như thế này. Và tất nhiên rồi, đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo đến từ series The Awesome Review của chúng mình, nơi mà chúng mình sẽ cùng với các bạn giúp cho các bạn có những góc nhìn tổng quan nhất, và chính các bạn là những người đánh giá thật sự là thực tế về những sản phẩm smartphone như thế này. Ok, xin chào. Hẹn gặp lại.